Chào các bạn, chúng ta đến với bài tiếp theo chủ đề quý nhân. Quý nhân là yếu tố hỗ trợ, giúp đỡ cho tín chủ trong những lúc khó khăn, khi bế tắc, làm cho tín chủ được yên tâm, yên ổn, an toàn. Quý nhân tính theo hàng can của năm sinh. Quý nhân có người quý nhân, vị trí quý nhân và thời gian quý nhân quý nhân chia thành hai loại là âm quý nhân và dương quý nhân trước hết chúng ta xem xét về dương quý nhân là những người có thể giúp ta hàng ngày xuất đầu lộ diện để hỗ trợ trên bàn tay trái bàn tay phong thủy ta có sửu là, là quý nhân của giáp mậu canh tý là quý nhân của ất và kỷ hợi là quý nhân của bính và đinh ngọ là quý nhân của tân Mão là quý nhân của nhâm và quý. Theo đó, những người tuổi giáp mậu canh nên kết giao làm việc với người tuổi sửu. Người tuổi sửu có thể ra sức giúp đỡ lúc khó khăn, việc quan trọng. Những người tuổi giáp mậu canh vào năm sửu, tháng sửu, ngày sửu, giờ sửu cũng dễ có quý nhân phù trợ, xuất hiện cơ hội làm ăn, hợp tác, thăng tiến. Tại cung vị của sửu, trong phòng khách hay phòng làm việc, có thể đặt bàn thờ hoặc cây xanh để kích tài lộc. Chúng ta tiếp tục vận dụng tương tự với các can còn lại. Tiếp theo, chúng ta xét đến âm quý nhân là những người âm thầm giúp đỡ ta. Họ có thể được ít để ý, nhưng lúc nào cũng vun vén cho ta, là hậu phương cho tiền tuyến. Trên bàn tay phong thủy, ta có Mùi là quý nhân của giáp mậu canh, Thân là quý nhân của ất kỳ. Dậu là quý nhân của Bính Đinh, Dần là quý nhân của Tân và Tỵ là quý nhân của Nhâm Quý. Theo đó, những người tuổi giáp mậu canh nên kết giao, làm việc với người tuổi mùi. Người tuổi mùi có thể ra sức giúp đỡ lúc khó khăn, việc quan trọng. Những người tuổi giáp mậu canh vào năm mùi, tháng mùi, ngày mùi, giờ mùi cũng dễ có quý nhân phù trợ, xuất hiện cơ hội làm ăn, thăng tiến. Tại cung vị của mùi trong phòng khách hai phòng làm việc có thể đặt bàn thờ hoặc cây xanh để kích thâu tài lộc và chúng ta hoàn toàn vận dụng tương tự như vậy đối với các can còn lại để tìm kiếm quý nhân của chính mình. Lưu ý rằng có âm quý nhân và dương quý nhân. Thưa quý vị, âm quý nhân là những người âm thầm giúp đỡ, dương quý nhân là những người ra tay xuất hiện để trực tiếp giúp đỡ. Nếu chúng ta xác định được quý nhân của mình thì chúng ta sẽ thuận lợi hơn trong công việc lúc khó khăn của sự nghiệp của đời người